hôm qua đánh cuốn ổ rồi anh em nhá. Hôm nay xem có bánh cuốn chả không. Thấp ạ. Chân thấp ạ, cho lên đi. Rồi, ok. Mang ra hồ hôm nay cắm máy A livestream từ đầu đít thì về đỡ với làm video. Đây, cô em đẹp trai nhá. Có tổ thể nào cũng được cả. Thanh niên xăm trổ nhưng mà không hổ báo nhá. Xăm đâu? Xăm trổ. Ngã vào nó bực bỏ sát. À, ngã vào lọ mực à? Ok anh em. Thì triển thôi. Xăm đâu ngã vào nó bực. Bỏ sát. Một cháu, hai cháu ăn chừng thì đi thôi. Mỗi bát này được bao nhiêu nhỉ? Ăn bánh ngủ vừa thôi, không thừa mai chẳng câu lại. Hai Mỗi lạng. bát hai lạng. Hai lạng, bốn lạng, sáu lạng. Tám lạng. Để thôi. Cho thêm đi. Chín lạng. Chín là bắt được chín con chó rồi. Con thứ 10 là con đi ăn vụng. Rồi. Hết mẹ mẹ ở đây nha. Cầu tôi lắm mà. Tốn tiền. Trên mới bỏ. Mè ngon. Nó nhiều quá. Mẹ thì cần 2-3 môi. Mè này nó thơm nhưng nó không phải. Phải trộn để xem nó vừa không, không vừa. Mẹ phải cho tiếp đây này. Đây, mà đi bộ vào cũng là đi. Là mỡ. Thôi xuống kia giật cho nó sướng tay. Xa ở dưới đường tàu hơi xa. Vậy mãi thành được con nào? Lúc cái ghế này em đặt. Nó đặt vào đường đi của nó phải bỏ qua. Đè mẹ đi lên. Bác nó vứt cu đâu. Chân chua lắm nhỉ. Nhiều quá. Tốt. Sao nó tự tạo ra anh ạ? Chỉ là tự nó tạo. Ba bát trình lên anh em nhá. Kéo được cả ba. Cho thêm mo gọi thử để xếp rồi. Cho vào quả nhẹ. Mô bên phong thử. Đang nhanh vào.
chua luôn ra. Con này nếu mà tao định đánh mè mà này thì hơi ít thính thật. Định đánh mè anh các bạn nhưng mà cái này hơi ít thính. Không biết đâu. Quánh quánh giờ đến chiều toàn bạn. Không đánh mè thì nó cần nhiều thính. Cho thêm cái này. Nó đánh mè anh em ạ, cho thêm ít cắm gạo nữa. Cho nó nhiều thính anh em ạ. Mè nó vào ăn hương, nó ăn gì cả thính kia đâu, nó ăn hương nổi. Cắm gạo cho vào nó nổi. Đảo xong cái hơi ít thính cho nhiều, cho thêm tí để cho nó nhiều anh em. Con đây xin giới thiệu con tên Ma Văn Thiêu, con đây không uống rượu và không ấy làm điều, nhà con lớn ít tai châu phú, con đi xe xịn lắm sập trường con. Con đây xin giới thiệu con tên Ma Văn Thiêu, con đây không uống rượu và không ấy làm điều, nhà con lớn ít tai châu. Đập tắt. Ít quả, 5 quả ít. Đánh mè cần tanh và hương nhiều, anh phải cho chục quả. Đây quả kia kìa. Đấy thế. Nó con dở quả này đang nguyên. Hai quả dở mà. Xin chào anh em nhé. Hai gói dở. Nó thành một gói dở, thế tự dưng lại thành ba gói dở. Hai rưỡi. Nó gọi cho nó. Nó bất. Thường đấy. Thật đấy. Con đây xin giới thiệu con Ma Văn Thiếu. Xong đỡ treo em xích em cho luôn vào cái thùng đựng cá. Sau đi câu cái mà móc ra. Xích gì? Cái gì vậy? Luôn cái đấy rồi. Đỡ phải treo vẫn luôn vào trong cái túi cùng mà nó treo lên kìa. Thùng của anh Tuấn đấy. Năm quả cho nốt anh em nhé. Xong rồi anh em. Ôi.
mới được 4 cân nha. Bánh mè nếu mà chuẩn ra phải chục cân. Có đổ á? Hả? Có đổ mồi không? Đổ mồi gì? Có người đổ mồi không? Có, hôm nay có. Gọi phát. Đã đổ mồi cho thầy phát ra ngay. Tơi quá. Mè tơi. Ai trông thế mà nắm vào phát này. À. Không tơi đâu. Đi luôn đi. Đấy, đó, kia lùi, lùi. Lùi đi xe máy lắm. Đi luôn đi về. Phủ em giật lúc. Bà đưa em về. Chỗ này thì 4 cân. Đây, hơn 3 cân tí. Chủ hồ chưa đuổi đâu nhưng mà về thôi anh em ạ, nhiều cá quá. Quá nhiều cá. Kim nữa kìa. Kim ở chân. Chiều nay lấy cho ông anh tụi anh cái ống nhựa ta bắt bọc mẹ với tả 70 phân 60 phân tầm này nó sao đủ không cho ngày đâu rồi mà quái đeo cao thế nó bảo anh không nhìn cần của em mà không nhìn gì đây đây cái phao dài nhất của tao chỉ có 55 phân 50 phân đây này mấy con chết không cao thả rô phi bằng hai ngón tay ấy lúc nó chết. Hôm nay mà ngồi thêm khoảng tiếng nữa thì ít nhất phải được 2-3 con nữa anh em nhé. Hồ 100 nên là cá nó không to anh em thông cảm. À, được cá nó được rồi hôm nay. Đấy, hôm nay được khoảng sảnh 10 mấy con nữa. Ừ? Hôm sau xuống hỏi đấy trên túi cần. Hôm sau xuống hỏi mà hôm trước được con gì không? Ôi đúng 3 con xong mà bung hết sạch có được con nào nữa đâu. Tổ hôm nay nó mới nó mang con máy câu kia à nó mang cái cần câu kia cho anh. Nó mà anh lấy anh câu cá trôi. Ờ à, vứt đấy đã. Còn Tika xanh. Ờ, Quảng Tuấn. Mình xách cá lên cuối cùng ra quay xe đi đã, cho hết đồ lên xe đi đã, xong rồi xách cá sau. Xách cá cho vào túi sau, xách sau. Đi đi. Sói lấy con chép về ngoài cho cái vân sốt cà chua. Túi này làm sao vừa được. Túi này làm sao. À, nó có túi đây mà, túi đỏ của nó đây mà. Cái này hôm trước anh cho nó. Xem gió nó bung, thổi bung ở dưới. Chích bành bành cái túi ra ngoài. Nhổ mẹ cả cái đấy lên. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi ôi. Tát hồ, tát hồ, tát hồ. Mẹ mấy con gà chim lên nhảy mẹ ôi, bắn quá anh em ạ. Tất cả là 13 chú anh em nhá.
Nó không to, nó chỉ tầm hơn to thì hơn cân, bé đấy khoảng tầm 6 lạng anh em ạ. Anh còn mấy cái túi kia đấy, xong rồi cho cá vào. Thôi anh em nhá, để cho cá vào túi đi về đây.